Chào bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Game Zone. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm một cái tựa game nữa, một tựa game có thể nói là không mới nhưng mà nó gợi nhớ cho mình rất nhiều về tuổi thơ. Và tựa game đó là gì thì các bạn nhớ xem hết video nhé. Rồi ok, thì các bạn thấy đây chính là giao diện chính của game. Không hiểu sao mình xoay nhiều, bây giờ nó rỗi nó quay mặt trong rồi. Thì nhân vật làm khá là đẹp và nếu như các bạn nào mà tải game về ấy, mà các bạn thấy nó hơi giật một chút thì các bạn vào phần cài đặt giúp mình và chọn mở cái phần 60 FPS lên. Đó. Thì nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Phía bên này chúng ta sẽ có danh sách các cái vị tướng này. Ở đây họ để kiểu đội hình lão tướng nào. Việt hóa liên can thuyền. Rồi phía bên này thì mình chưa giới thiệu. Đây này. Chúng ta thể thêm những cái trang bị vào đây để mà cái vị tướng này nó khỏe hơn, nó đánh nhiều đam hơn. Hay là phía bên này chúng ta sẽ có thành tích này, ví dụ các bạn chơi hạng hùng thứ là nó sẽ hiện ở đây. Rồi cái phần thưởng khi mà chúng ta hoàn thành mỗi cái màn chơi hay là hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Đó. Cái tiền này thì sẽ giúp chúng ta mua các trang bị để mà nâng cấp tướng. Và bây giờ mình sẽ đấu thử phát đi. Đây là những cái map mà mình đã đấu qua này. Thử nhá. Được, mình chơi vị tướng này các bạn xem. Tướng này khá là hay luôn. Qua đây. Các bạn thấy không? Chém là ghê luôn. Lướt này, lướt nữa. Rồi. Được ló. Yasuo. Lướt quá ghê luôn. Bạn thấy đồ họa game, mặc dù cái game này nó không mới nhá, cái game này cũng được một thời gian rồi đấy, mình nghĩ là phải 2 năm rồi, nhưng mà đồ họa của nó vẫn rất là ok. Cái vị tướng này làm mình liên tưởng đến Yasuo này. Tí mình ulti cho các bạn xem. Đất đủ thứ ghê. Thấy chưa, lại bảo không phải Yasuo đi. Những ai cầm kiếm thì cũng đều liên quan đến gió ấy sao. Chúng ta gọi đấy là chém gió. Ôi, chưa rồi. Một điểm rất là hay của game này đó là các bạn có thể sử dụng các cái chiêu thức, như là các cái thao tác và kết hợp chúng với nhau để mà tạo thành một cái combo trông nó rất là đẹp mắt. Đấy, đây là một điểm cực kỳ hay của game. Ok, đây chúng ta sẽ nhận lại những cái trang bị sau khi mà hoàn thành phần chơi. Quay kiểu cinematic kiểu. Ok, không thể về nhà, xin lỗi. Mày bị điên rồi. À, muốn ở lại các bạn. Chém chết luôn. Tiếp. Ok, hoàn tất chương 3. Thì vừa rồi mình đã cùng với các bạn trải nghiệm tựa game Final Fighter. Một cái tựa game có thể coi như là clone một tí của Street Fighter đúng không nào? Nhưng mà nó chơi vẫn rất là vui vẻ, vẫn rất là hay. Các bạn có thể tải về miễn phí trên các cái App Store, những cái chợ ứng dụng của Android hay là iOS. Và mọi ý kiến đóng góp hãy để lại comment phía bên dưới. Đừng quên bấm subscribe cũng như bấm chuông để theo dõi những video mới nhất từ bọn mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Peace. Xin chào bạn và là mình lại. Xin chào bạn và chào mừng các bạn lại